Chào cả nhà. Hôm nay Tám làm tiếp tục một món ăn dùng trong đám tiệc. Món này là mực ống nhồi thịt chiên giòn. Tám làm dùng cho khoảng một bàn ăn là 10 người. Rồi Tám chuẩn bị ở đây là 700 gram mực. Mực này con cũng vừa chứ không có lớn gì mấy. Đếm được 12 con. Mực này mình đã làm sạch rồi, mà giờ ướp thêm rượu gừng để khử mùi. Thì mình ướp vô luôn chút xíu nữa mình rửa mình xả ra. Rồi mình để ráo rồi mới bằm thịt. Đây là nửa ký thịt nọng. Tám sử dụng thịt nọng để nó có cái độ dai. Thêm vô 200 gram thịt nách thì nó có thêm phần nạc, tại vì thịt nọng nó có mỡ nhiều lắm. Chút xíu nữa mình lạng da ra mình bỏ bớt mỡ. Mình bằm chung với thịt nách để làm nhân. Thì trong gia vị của cái nhân thì có củ hành, tỏi. Rồi cũng gia vị thông thường là muối, đường, bột ngọt. Nhưng mà mình sử dụng đường ít thôi, tại vì cái này mình chiên. Thì có thêm vô tiêu, hành lá và ba tay nấm mèo mình đã ngâm nở, mình cắt gốc xong rồi. Và thêm củ hành phi vô. Rồi món này thì ăn kèm với salad, dưa leo, cà chua, thêm một ít ngò rí để mình trang trí. Rồi chấm thì tương ớt xanh, có ớt tương ớt, hai thứ này ăn hai thứ nào cũng được. Rồi mấy con mực này mình có ướp vô rượu gừng, bây giờ mình rửa xả ra khử cái mùi tanh. Nãy giờ mình rửa mực xong rồi, thời gian để mực nó ráo á, giờ là tới phần sắc thịt ra để bằm. Cái miếng thịt này thịt nọng, mình sử dụng thịt nọng để cho nó có cái độ dai, mà nó mỡ nhiều thì mình thêm thịt nách vô. Giờ lạng da ra mình bỏ phần da. Bữa nay mua nhầm cái miếng nọng này cũng ít mỡ, chứ thường thường thịt nọng mỡ dữ, nhưng mà nó có cái độ dai. Nọng này ngon hơn ít mỡ. Miếng bà rội, miếng nọng này ngon ghê. Thịt này mình sắt xong rồi mình bằm. Bằm nhuyễn, mình khi bằm mình để sắt cái củ hành, cái hành lá này nè, mình để vô thêm. Băm tỏi, củ hành. Có người thì xay nhuyễn cũng được. Mình không có xay thì mình bằm. Rồi thịt này sắt xong rồi giờ tiếp tục bằm. Mình bằm thịt, mình bằm lên cái thớt này, cái thớt mùa u nè. Ở vườn người ta cưa, người ta bán. Bằm ngon hơn mấy cái thớt kia. Thịt băm nãy giờ nhuyễn rồi nè. Giờ mình ướp gia vị vô. Này chừng muỗng cà phê muối. Muỗng này nó lớn, mình ướp nửa muỗng. Rồi, đường này cũng ướp ít thôi, chừng muỗng cà phê đường. Cái muỗng này hơi nhỏ, mình múc dung là khoảng muỗng cà phê. Muỗng bột ngọt. Đây là tỏi, củ hành, băm. Đây nấm mèo mình sắc nhuyễn với hành, cộng với hành lá, gốc hành sắc chung vô luôn. Rồi một ít của hành phi. Mình muốn cà phê tiêu sai. Rồi giờ bắt đầu mình trộn cho đều rồi mình chiên. Rồi cái này thấy chắc hơi bị dư rồi đó, nhưng mà không sao, dư nhưng mình để ngoài mình chiên thêm ăn cũng ngon. Rồi thịt này nãy giờ mình băm ướp gia vị vô đó xong rồi. Giờ vô bịch như vậy nè, mình vô con mực á, cho nó nhanh và nó sạch sẽ, nó không bị dính tay nữa. Mực này rửa để nó giờ nó ráo nước rồi nè. Mình vô bịch xong rồi, giờ mình cắt nhỏ cái phần gốc của cái bịch á để mình vô trong con mực. Khi mình thời gian mình vô mình lặn cho thịt nó xuống á, mình đùa cái
phần thịt xuống với cái đuôi con mực. Vô về thì nó nhanh hơn mình múc muỗng đổ. Rồi mình vô vừa lưng thôi, mình còn để cái phần râu của con mực vô. Lấy đũa mình xơm xuống cho nó đều. Để mình không có vô đầy quá nha. Vô đầy mình chiên cái thịt nó nở ra, có thể là nó văng thịt ra ngoài. Mình chích, lấy cái tâm mình chích ở dưới phần dưới này cho nó xì hơi ra, để khi mình chiên á, mực nó bị bể. Mình chích vài ba lỗ cho nó xì hơi. Cái này mình phải làm tay, với mình bao tay làm họ không được. Rồi giờ mình gắn cái đầu con mực vô. Bắt đầu mình lấy cái tâm mình ghim vô, ghim cho nó dính cái đầu con mực vô. Cái râu, dính cái râu vô, giống như con mực còn nguyên luôn. Mực mình nhồi thịt vừa xong nè, giờ mình chuẩn bị chiên. Mấy cái tâm này nó hơi nhỏ, mình ghim vô cái đầu mực nó gãy, mình phải ghim 2 cây. Mình nhìn thấy cái tâm nó rườm rà quá. Cái này chiên này hên xui, làm có con nó cũng biết văng cái râu nó ra luôn. Rồi mực mình chiên giờ là giòn rồi, giờ vớt ra. Thời gian mình chiên là khoảng nửa tiếng. Cái này cái số này là dư thịt nè, mình để qua bên chiên ở ngoài luôn. Rồi mình để vô thì mình để con lớn trước cho nó chín vừa, mình vớt ra, mình vớt con nhỏ trước. Có con mình quên chích với nó bị xì. Rồi giờ cắt ra mình sắp vô dĩa. Thơm quá, chín rồi cái cắt ra phần nhân nó thơm thơm. Nó còn nóng, da nó giòn. Giờ mình món mực mình chiên xong rồi, giờ mời cả nhà cùng ăn mực chiên với mình nha. Hôm nay có hai mẹ con Rạng bận làm buổi ban nên không có phụ với Tám được, giờ Rạng về Rạng phụ ăn thôi. Đây là khẩu phần dành cho đám tiệc ở miền Tây, khẩu phần 10 người ăn. Nhưng mà ở quê của mình á, thì lúc nào mình cũng làm thêm dư dư chút đỉnh ra, để nhiều khi bà con ở trong xóm á, đi đám á, nhiều khi đang giữ cháo á, cái dẫn theo thì mình làm thêm để là đưa cho phần ăn, có mấy đứa cháu nó đi cùng á. Nên cái này là hơn 10 người ăn 12 con mực. Tính ra mực này là mỗi người một con, nhưng mà cắt ra thì mình ăn được ba phanh. Đây là 12 con. Rạng có quyền ăn 2 con nha. 4 con. Cái nhà chấm thế này luôn hả? Tại vì hai thứ, muốn ăn thứ nào cũng được. Cái này ớt xanh, này tương ớt. Qua thử này tới đi. Đẹp. Hồi đó giờ chưa ăn ớt xanh, giờ thử ớt xanh nha.
Đúng, mình hái ớt hiểm á, cái mình làm ớt hiểm xanh của mình á, ăn cái dưa vô nó vừa ăn. Ừ. Mặn hả? Nó cắm nhiều quá. À. Đâu quá mặn. Vừa ăn lắm. Ừ. Cái này mình giới thiệu mực chiên giòn thì mình ăn nóng nó còn giòn nè. Nhưng mà nguội thì nó không có giòn, bị gì ở trong là thịt. Này má mua thịt thịt nọng á. Nó có miếng bánh hỏi rồi. Cơm ăn cái này ăn với cơm cũng được, thịt nọng nó có đủ dai nè, dễ là cho con hết. Mặn cục luôn à. Lúc này Nghi bận chuyện nhiều quá, Nghi nuôi bà ngoại bệnh nên Nghi không có phụ với Tám được, ăn vậy cũng nhớ Nghi dữ lắm nè. Cái này ăn ăn với cơm cũng được. Ừ. Cái cơm mình thêm miếng muối tiêu vô. Cơm không? Thôi để ăn này cho nhiều. Ăn cơm ế này. Thường thường mình đi đám ở ở quê mình á. Có nhiều đám người ta đãi mực này nè. Ăn kèm với gỏi á. Ngon ha. Anh ba mới biết con đi ăn. Ừ. Mà ăn cái gì không? Ăn gì? Cái chua. Ừ. Với chua. Ừ. Ăn chua. Hôm qua má tính làm mà gỏi ăn kèm với cái này. Nhưng mà nếu mình làm có gỏi thì mực này mình bớt lại. Thay vì 10 con mình làm 5 con à. Cái ăn kèm với gỏi tôm thịt đó cũng ngon lắm. Bài bản nè. Tại vì thợ này giỏi quá làm mình làm không thể. Khi nào ngày Chủ nhật có chị ba nhà mình làm nhiều nhiều một chút. Ông rành nó coi thành điệu quá vậy. Nó không cục luôn. Cái kèm nó ngồi rí vô nó thơm luôn. Cái xà lách kèm ngồi rí này là đặc sản của Ba Quy. Ba Quy thích ăn lắm. Thích ăn rau chứ không thích ăn thịt nhiều. Ớt không thấy cay đâu. Nãy chấm thấy cay mà. Tại giờ ăn cay quá. Ăn cái đầu mực chưa? Rồi. Đủ một con rồi. Dạ. Ăn ba con. Nãy mới ăn mới cái đuôi nè. Giờ tới cái đầu. Ăn cái đầu đi. Một con là trẻ ra làm... Con lớn là trẻ làm ba. Con nhỏ trẻ làm hai. Con rồi đó. Rồi 12 con ăn mình làm dư dư ra. Ăn cục nữa thôi nha. Ừ. Cái rau mình chiên sợ khét mình không khét. Ngày nào đi làm vậy mấy người làm sẵn ăn ké chứ. Chủ nhật về là có chị ba ở nhà mời ăn cái món gì bé Hưng? Cháo cua đồng. Sức lắm không? Ừ. Có chị ba ở nhà, chị ba đi mua cua. Má không biết đường đi mua cua. Rồi hai cái đầu với cái đuôi rồi giờ còn khúc giữa. Ăn xong rồi, ăn dư hết một cục rồi. Mà mình ăn vàng mà ăn khúc giữa còn bự. Thôi thấy chấm ớt này ngon nè. Làm như không cay dữ phải không? Đợi mới ăn lâu ăn hoài. Ừ. Giờ tay rung gấp cũng không vững. Rồi nguyên con mực rồi đó. Dư hai con để dành cho mấy đứa bé. Rồi, mình ăn mực xong rồi. À, chào cả nhà nha. Cả nhà. À, hẹn cả nhà gặp lại clip sau. Vào Chủ nhật. Ừ, Chủ nhật
Dạ không có làm, dạ tham gia.